Hello cả nhà, em là Phương Anh đây. Hôm nay em lại lên đây để phốt anh Đông tiếp cho mọi người nghe nè. Thì như mọi người biết đó, lần trước em có kể anh Đông muốn làm công chúa trên mạng. Anh Đông có nghe được nên là dỗi em luôn. Suốt mấy ngày vừa rồi anh Đông cứ dỗi em à, nói rằng em kể xấu ảnh, làm cho ảnh không dám đi ra ngoài vì người ta cứ gọi anh là Đông công chúa. Cái rồi em mới phải tìm cách để dỗ công chúa của em. Hôm đó em sang phòng của anh Đông để thực hiện nghi thức đánh thức công chúa ngủ trong nhà, thì thấy anh đang ngồi úp mặt vào tường. Em đi vào hỏi thì anh chỉ nói là: sao em kể chuyện của anh lên trên mạng chi vậy? Giờ anh ra đường ai cũng kêu anh công chúa rồi đòi hôn anh nồng cháy kia kìa. Em thấy thế mới tiến tới ôm anh từ đằng sau rồi dỗ: thôi được rồi, hoàng tử xin lỗi công chúa ha, hoàng tử biết sai rồi, giờ hoàng tử sang đây để đền cho công chúa một nụ hôn nồng cháy nè. Cái rồi anh Đông quay lại nhìn em với ánh mắt hình viên đạn rồi nói: hôn 10 cái, mỗi bên 5 cái, không thì thôi. Em lúc này 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, vẫn phải thơm anh Đông đủ 10 cái hai bên má thì ảnh mới bớt dỗi. Ủa mà alo, em là con gái, là bánh bèo hay là anh Đông mới là con gái là bánh bèo vậy trời? À, cái nết của anh Đông này á, thay đổi nhân cách nhanh lắm luôn nha mọi người. Thi thoảng em cũng hay gọi anh Đông sang phòng em để ăn cơm cùng. Hôm nào mà có bạn em ở cùng phòng á, thì anh Đông trở về với nhân cách lạnh lùng, lãng tai, Batman, Superman, người dơi các kiểu. Còn hôm mà không có bạn em ở đó là anh bật nhân cách mèo méo 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 méo, chẳng khác gì con mèo đói đăng nịnh để được ăn hết. Có hôm em rủ anh ấy sang chơi cùng, anh ấy hỏi em là bạn em có nhà không. Em bảo bạn em đi học rồi thì anh ấy chạy sang. Vừa sang anh ấy đội cái mũ len hình tai mèo rồi mở cửa lao vào mà hét lớn: mèo 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 mèo, con mèo đáng yêu ngu ngốc ngọt ngào của ta vừa mày qua xin chào Vương Anh. Vương Anh ơi, mọi em ngọt như dứa, lòng anh muốn thơm, tính em như tính điện trở, làm anh muốn ôm. Cái bỗng nhiên bạn em quay lại lấy đồ, thấy anh Đông vẫn đang múa múa như thế, liền mắt chữ A mồm chữ O đứng hình mất 5 giây luôn. Anh Đông quay mặt lại, thấy bạn em thì liền chạy vù về phòng đóng cửa đắp chăn khóc hu hu như mới bị mất tiền vậy á. Chắc là con bạn em phải sốc dữ lắm khi thấy cảnh như vậy. Còn về phần của anh Đông, sau khi đóng vai chính trong bộ phim Người Nhà Quê thì anh ấy rơi vào trạng thái trầm cảm nặng mọi người ạ. À, em sang phòng anh ấy thì anh ấy hòa vào lòng em khóc: bạn em thấy hết rồi, chắc anh xấu hổ chết mất thôi. Mất đền em đó, em bảo bạn em đi học rồi anh mới qua chơi với em mà ai dè. Em lúc này cũng chỉ biết bất lực vỗ về công chúa của em thôi mọi người ạ. Chắc viết đến đây cũng đủ dài rồi ha. Để mấy hôm nữa công chúa của em có tiến triển gì mới thì em lại update kể thêm cho mọi người nha. Mọi người cũng đừng có nói anh Đông của em trổ móng này kia nha. Tại vì ra bên ngoài anh ấy vẫn bình thường như bao người thôi. Chẳng qua là khi ở bên em thì anh ấy mới hăm hấp như vậy ạ. Thì đâu có ai muốn là người bình thường khi yêu đâu, đúng không mọi người? Mình tên là Mèo, mình thấy chú Đông admin kể về bài văn được của ló của chú ấy, nên mình cũng sẽ kể cho các bạn về bài văn năm lớp 7 của mình. Mình thì học cũng không phải là giỏi gì mấy, mình chỉ đi thi toán, văn và English cấp thành phố thôi. Nhưng lên lớp 7 thì không biết là kiến thức khó quá hay gì á mà mình toàn lạc đề không à. Có mấy bài văn thì viết còn đúng nha, nhưng gần như là đều lạc đề hết thôi á. Mình vẫn nhớ lúc đó thầy cho đề bài là viết lại văn bản lão hạt theo góc nhìn của em. Mình viết xong thì có mấy đứa bạn giật giấy làm bài của mình đọc. Chúng nó thấy hay, mình cũng thấy hay mà không hiểu sao thầy đọc lại không thấy hay. Cho mình có 5 điểm và chữ lạc đề to trướng ở phần nhận xét. Kèm thêm dòng chữ về xin chữ ký phụ huynh và mang lên nộp cho thầy. Sau lần đó mình tức á, tức lắm luôn. Các bạn muốn biết bài mình viết như nào không? Như này nè. Lão Hạt là một tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao. Đó là một tác phẩm lỗi lạc, lẫy lừng được nhiều người săn đón và yêu thích, trong đó có em. Em rất thích tác phẩm này, thích cách tả văn của tác giả và rất thích các nhân vật trong văn bản. Nhân vật em yêu thích nhất trong văn bản là cậu Vàng. Nên em sẽ nêu cảm xúc của mình về Lão Hạt. Ông là một người nông dân nghèo, vợ mất sớm, một mình nuôi con trai lớn. Nhưng khi nó lớn, nó đòi cưới vợ và bán mảnh vườn để có tiền cưới, tiền này tiền kia. Nhưng ông không bán vì đó là miếng đất của ông bà cậu mợ cháu chắc chút chích để lại nên lão không bán. Con lão thấy vậy, liền cắt đứt liên lạc với lão mà bỏ sang nước ngoài sống, kiếm tiền cưới vợ, kèm với câu: bye ông già, ở lại sống tốt với cái đất nát đấy đi nhá, tôi đi.
Lão buồn lắm, nhưng không lâu sau, ông giáo mang đến tặng cho lão một con chó và nói đây là cậu Vàng, con chó cưng của mợ, gửi lão nuôi. Vì mợ sang USA để sống rồi, nên mợ tặng lão. Lão đang buồn, nhưng từ khi có cậu Vàng, lão vui lên hẳn. Vì có thêm bạn mà, ai chả vui. Nhưng từ lúc cậu Vàng về, nó lạ lắm. Cậu Vàng hút chích khỏe lắm, ngày nào cũng ăn pate, uống Coca-Cola và đi resort hạng sang như nó. Thì tiền nào cho đủ, ông giáo nói. Có vẻ cậu Vàng hiểu được mà cầm cái dép ném vào mặt ông giáo. Ông giáo nói tiếp, đấy, cái loại chó mất dạy như thế thì nuôi làm gì cho tốn cơm. Hốc cho lắm vào rồi trả ơn vậy hả? Bán lá xăng China trả nợ đi. Lão Hạc thấy vậy liền can ngăn. Lão lại nói, tuy nó có hơi mất dạy, hơi ăn lắm, ẻ nhiều, nhưng tôi vẫn thương nó lắm. Bỏ nó đi thì ai nuôi nó? Với nó là cơ hội, là niềm vui cuối cùng để giúp tôi sống tiếp rồi đấy ông giáo ạ. À. Mấy tháng sau, khi nghe con trai phá sản, nợ nần chất đống và đang bị bọn buôn lậu đòi tiền, thì con trai lão Hạc lại mặc dậy như cái thớt, bay về ngửa tay ra đòi bán nhà, bán đất lấy tiền trả nợ. Lão nhất quyết không bán đất, nhưng con trai lão năn nỉ, ỉ ôi mãi, thì lão đã bán cậu Vàng. Lão bỏ ra nguyên một ngày để dắt cậu Vàng đi chơi những gì cậu muốn. Và đến cuối ngày, khi cậu Vàng đang ngủ, thì lão đã thuê người cho cậu vào cái tải đen và mang bán sang China. Cậu Vàng kêu la thảm thiết lắm, nhưng lão vẫn nhất quyết bán cậu đi. Khi chiếc xe đi xa thì lão bật khóc vì đã mất người bạn yêu quý của mình. Mấy ngày sau, lão chán đời, không ăn không uống vì nhớ cậu Vàng mà tự tử. Trước khi chết thì lão có để lại tiền cho con trai trả nợ, tiền cho ông giáo sống nốt cuộc đời còn lại. Còn khi ông giáo hết tiền thì sao á? Thì kệ ông giáo đi chứ còn gì nữa. Còn cậu Vàng thì theo nhiều người nghĩ là cậu đang ở trên suối vàng cùng lão Hạc rồi. Người lại nói là cậu được bán cho bọn buôn lậu, cái bọn mà đã đòi nợ con trai lão. Người khác nói thì cậu đã được một ông rich kid và mợ tranh nhau mua lại với giá trên trời và giờ đang sống bên USA. Đó, mình thấy hay mà. Sao thầy lại cho mình điểm thấp ta? Mọi người ai thấy đúng thì nói cho mình biết dưới phần bình luận nha. Mà mình còn nhiều bài văn hay nữa kìa, như là chia sẻ về quê hương nơi em ở nè, viết một bài văn về sự tự lập, sự trưởng thành, thói tự cao tự đại và thất bại là mẹ thành công, vân vân. Xin chào các anh em, hôm nay tôi muốn kể câu chuyện của mình để cảnh tỉnh cho những anh em nào đang mơ mộng cuộc sống hạnh phúc, sống thử với người yêu. Nó không như là mơ đâu các ông ạ. Tôi là nam, năm nay 26 tuổi, em người yêu kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau do bạn bè giới thiệu. Hồi đầu tôi mê em như điếu đổ, người gì mà vừa xinh lại khéo tay sạch sẽ. Em rất chăm mang cơm đi làm và chụp khoe với tôi. Mỗi lần đi hẹn hò, quần áo em đều thơm và lạ thẳng thớm. Cần gì hơn một em người yêu như thế đúng không các ông? Yêu nhau được hơn một năm thì bạn cùng phòng với em đi lấy chồng, nên em ở một mình. Em liền ngỏ ý muốn tôi sang ở cùng, vì dù gì đến cuối năm hai đứa cũng về chung một nhà mà, ở chung cho quen và tiết kiệm. Thấy em nói cũng có vẻ hợp lý, nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, dọn sang ở cùng em luôn. Đúng là sống chung tiết kiệm thiệt, nhưng là tiết kiệm cho em, chứ tiết kiệm gì cho tôi? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước tôi lo hết. Em bảo lương tôi cao hơn em thì tôi lo khoản đấy, còn em lo khoản ăn uống. Ok, cũng hợp lý, nhưng đến khoản ăn uống thì nó lạ lắm. Em thường xuyên gọi đồ ngoài về ăn và bảo tôi nhận đồ, thì tất nhiên người trả là tôi rồi. Tôi bảo ăn cơm ngoài chán lắm, thích ăn cơm tự nấu cơ. Thì em bảo nếu mà tôi muốn ăn thì tự nấu, chứ em không có thích nấu ăn cho lắm. Thế là sau giờ tan làm, tôi vội vã đi chợ rồi lại tất tả nấu cơm, còn em đi làm về thì nằm dài ra lướt tớp tớp, tôi còn phải giục em đi tắm thì em mới đi. Tôi hỏi trước thấy em chăm lắm mà, còn nấu cả cơm trưa mang đi làm, thì em cười hì hì. Em có bảo đó là cơm em nấu đâu, chụp khuê anh thôi chứ cái hạ nó nấu mang đi, tiện thể nấu cho em luôn đó. Ôi, thôi, thế mà trước giờ tôi lại cứ ảo tưởng là em chăm chỉ khéo tay. Tôi là người cũng khá sạch sẽ, quần áo tắm xong thì thường giặt luôn, ăn xong thì bác cũng rửa. Nhưng em thì không, bác em bảo cứ để vào đó, để nhiều nhiều rửa cho nó bỏ công. Quần áo thì ngâm mấy ngày mới mang đi giặt, không chịu được thì thôi những việc đó lại đến tay tôi thôi. Quần áo em mặc ra ngoài đi chơi thì em xịt nước hoa thơm phức, đi về em lại treo ngay vào tủ. Tôi bảo quần áo đã mặc rồi sao không giặt đi, hoặc bỏ ra chỗ khác lại treo cả vào với quần áo sạch vậy. Thì em bảo tôi lắm chuyện, cứ để vào đấy mặc thêm vài lần nữa giặt cũng chẳng sao. Rồi đầu tóc để bết một tuần mới đi gội, hoặc có đi chơi thì mới gội. Tôi đến cạn lời với em luôn, nhưng cố nhịn vì mỗi lần góp ý lại thành ra cãi nhau. Tôi nghĩ thôi thì cứ từ từ nhắc nhở rồi em sẽ thay đổi.
Sợ nhất là lần tôi có việc về quê 5 ngày, đến khi lên mở cửa phòng, sợ vô cùng, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn. Nhà ngang với cái bãi rác, bát chất đầy trong bồn rửa, trên bàn đầy vỏ hoa quả, hộp đựng thức ăn sẵn, quần áo ngâm trong chậu bốc mùi, nền nhà toàn tóc và bụi. Rác thì em buộc thành mấy túi để ngay trên sàn. Hôm đó tôi lên muộn đã mệt, lại còn phải thức đến tận khuya dọn dẹp cho em. Và kinh nhất là em bảo tôi, em thấy vẫn sạch, sao mà anh cứ làm quá lên thế? Sau hôm đó thì thôi, tôi chịu với em người yêu, vỡ mộng toàn tập về muôn người vợ đảm đang, giấc mơ về hôn nhân hạnh phúc. Đúng là có sống chung mới biết rõ về nhau, cũng may là chúng tôi chưa cưới nhau đấy. Tôi quyết định kết thúc mối tình với em, mặc dù đã về ra mắt hai gia đình và dự định cưới vào cuối năm. Em hỏi lý do tại sao tôi lại chia tay, tôi chỉ biết nói là không hợp, chứ chẳng lẽ là chẳng toẹt là em bẩn và lười bỏ mẹ ra. Đúng là có nhiều thứ tưởng vậy mà không phải vậy. Mong các bạn gái có lối sống như người yêu tôi thì mau giật mình nhìn lại mà thay đổi, chứ không đàn ông chúng tôi cũng xin chạy mất dép ấy. Hello cả nhà, gần đến ngày 20 tháng 11 là con tim em nó lại bắt đầu muốn ôn lại chuyện cũ, ngày em và người yêu gặp nhau. Chuyện là đợt đó gần 20 tháng 11 nên lớp em chuẩn bị cho tiết mục thi văn nghệ. Lớp em có thống nhất với nhau là sẽ diễn một bài múa. Nhưng các bạn của em lúc đó thì học lỏm ở trên mạng nên múa xấu lắm mọi người ạ. Em góp ý các thứ xong rồi thị phạm cho các bạn xem thử vài động tác. Khỏi phải nói, lúc đó ai cũng mắc chữ O, miệng chữ A nhìn em, vì đâu có ai nghĩ một con đàn ông bê thùng nước 20 lít đi giữa sân trường lại có thể múa đỉnh vậy đâu. Xong rồi thì em ra quán chè đối diện trường ngồi chơi Pikachu. Một lúc sau thì có mấy chị lớp trên vào quán, đến trước mặt em rồi hỏi: em là Thanh Hương 11A4 đúng không? Em lơ ngơ trả lời: ơ đúng rồi ạ, mà em lỡ làm sai gì sao ạ? Mình gương mặt ngu ngu của em mà mấy chị không nhịn được cười luôn đó các bác. Mấy chị chỉ cười rồi hỏi em: chị vừa được mấy bạn cho xem lại clip quay em múa hồi nãy, em tham gia vào đội múa của trường nha, bọn chị đang bị thiếu mất một người để hoàn thiện bài. Tính em thì ham vui văn nghệ nên nghe vậy em cũng đồng ý luôn. Nhưng em không ngờ chính vì đội múa này mà khiến em gặp được mấy đẹp tini của mình. Em theo mấy chị vào lại trường để tập luyện cùng. Vì là tiết mục đại diện cho trường đi thi huyện nên em cũng cảm thấy hơi áp lực. Nhưng mà lúc vào tập thì mọi cái em gọi là áp lực đấy bị nhân lên gấp đôi. Vì điều em không ngờ là bạn nhảy của em đẹp trai quá đổi đẹp trai. Trời ơi, lúc đó chồng em phải gọi là đẹp trai lắm ý. Da trắng nha, mũi cao, mắt to tròn, nhìn cái là fall in love with you luôn. Vì có bạn nhảy đẹp trai nên em tập luyện hết mình lắm. Có bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ là em đặt vào hết. Thậm chí khi biết anh là người thực hiện động tác lộn nhào người bạn nữ để tạo điểm nhấn cho cả bài, thì em còn không ngại nguy hiểm mà xung phong làm người thực hiện động tác đó. Trời ơi, lúc anh ôm em nhấc bổng lên để lộn em một vòng, ta nói khúc đó nó sướng hơn là sợ luôn á. Khỏi phải nói thì ai cũng biết em thích anh tới cỡ nào. Vậy mà ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, tức thiệt cái chứ. Mấy anh chị trong đội múa biết nên cũng hay hẹn nhau đi chơi để cho bọn em có cơ hội tiếp xúc với nhau. Và rồi 20 tháng 10 cũng tới. Sáng hôm đó bọn em tập trung lại nhà crush của em khi đó và lại chồng của em bây giờ để tiện cho xe của trường tới đón và cũng tiện make up làm tóc các thứ luôn. Vì mẹ chồng em khi đó là thợ trang điểm và làm tóc nữa, còn ba chồng em khi đó là thợ cắt tóc nam, thế nên bọn em được chăm chút từ lỗ chân lông luôn nha các bác. Sau khi được thay bộ quần áo tứ thân, được móng tóc và trang điểm, nhìn em như một con người khác vậy. Chris em lúc nãy nhìn em xong rồi bảo: Hương trang điểm nhìn xinh thật đấy. Trời, không gì sướng hơn nữa cả nhà. Lúc lên xe mấy anh mấy chị còn sắp xếp để em và anh ngồi cùng. Trời, ta nói ha, có được mấy ông anh bà chị đáng giá ngàn vàng luôn. Mà điều em không ngờ tới là anh say xe mọi người. Anh tựa nhẹ vào người em rồi nói: cho anh dựa xíu nha, anh say xe. Khúc đó em đỏ hết mặt, ngồi im đâu có dám nhúc nhích gì đâu, tim đập loạn cả đường luôn. Xong rồi bọn em cũng thực hiện xong bài múa, nhưng mà chỉ được giải nhì huyện. Tiền thưởng thì nguyên ngày hôm đó xung vào công quỹ để cả bọn đi phá luôn. Giữa buổi nhìn mặt anh hơi buồn buồn nên em cũng bắt chuyện: sao thấy em buồn vậy? Anh nhìn em rồi đáp: hồi nãy lúc xoay người em anh suýt nữa làm rớt em, anh xin lỗi em nha. Em cười rồi bảo không sao đâu, nhưng mà tim em đập tung tung xen như trống múa lân á. Và rồi dần dần thì bọn em nhắn tin cho nhau, từ việc nói về sự nghiệp tập múa của em đến việc chia sẻ quan tâm mọi thứ trong cuộc sống. Và thế là đến 20 tháng 11 năm tiếp theo, khi em là trưởng đội múa của trường, chỉ là năm nay không có anh nên em không làm vị trí trung tâm như năm ngoái nữa thôi. Lúc em hoàn thành bài múa đi ra sau cánh gà, tự nhiên có một tiếng gọi gợi lại toàn bộ cảm xúc của em.
một tiếng gọi tên Thanh Hương mà làm tim em loạn nhịp. Anh đang đứng cách em 3 bước chân, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, và làm em loạn nhịp mỗi khi gặp mặt. Thanh Hương, làm người yêu anh nha. Trời là trời, câu đầu tiên sau mấy tháng chỉ nói chuyện qua Messenger đó hả? Nhưng mà ai chứ, em thì chịu nha. Em nhào tới ôm anh, một cái ôm mà em mong chờ bao nhiêu lâu nay. Em ghì chặt lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cả đội múa hiện tại và trong sự vỡ òa có sắp đặt của đội múa đã làm nên chuyện tình của bọn em. Thế là sau 5 năm yêu đương, bọn em chính thức thành vợ chồng sau khi cả hai ổn định công việc. Em trở thành giảng viên cho một trung tâm ngoại ngữ cho bé, cũng gọi nôm na là nghề nhà giáo. Vậy nên cứ tới 20 tháng 11 là em lại vòi quà nhà giáo của chồng và đòi quà cho kỷ niệm của hai vợ chồng, thật sung sướng biết bao. Thế nên em muốn gửi lời nhắn nhủ đến mấy bé còn đang đi học, hãy cứ tham gia hoạt động của trường đi mấy em ơi, biết đâu mấy đứa lại tìm được người yêu hoặc là destiny của cuộc đời như chị thì sao.